ra nhiều dầu thừa. Thế nên cuối cùng sau tất cả những bước trên thì mọi người vẫn nên sử dụng một cái loại sản phẩm kem dưỡng ẩm cho da để khóa tất cả những cái độ ẩm cũng như là những cái sản phẩm mà bọn mình đã sử dụng ở những bước phía trước. Và trên tay Linh thì là một cái sản phẩm cũng khá là quen thuộc mà mình đã giới thiệu với cả mọi người trong những tập trước, đó chính là sản phẩm của I'm From Vitamin 3 Water Gel. Sản phẩm này thì cũng có cái chất xuất tương tự giống như là trong cái loại mặt nạ Vitamin 3 Mask này, đó chính là chất xuất từ cây hắc mai biển hay là sea buckthorn. Vậy nên là nó có rất là nhiều cái vitamin, các thành phần giúp mọi người chống lão hóa da và cũng có khả năng dưỡng ẩm cho da rất là cao nữa. Lọ kem dưỡng ẩm I'm From Vitamin 3 Water Gel này thì nó không có thành phần nào chứa dầu và nó thuộc dạng gel, thế nên là khi mà bôi lên da thì nó thẩm thấu rất là nhanh, rất là thoải mái, giúp cho mọi người điều chỉnh cũng như là hạn chế cái lượng dầu thừa tiết ra trên da, đồng thời giúp mọi người có thể cung cấp độ ẩm cũng như là duy trì độ ẩm cho da nữa.